nó vô được trốn á mà, tao cũng nói nhà bỏ quan ai ở đâu vô vậy, rồi sao vô cái đầu vạch ra đưa cái mặt đưa vô vậy mà cái bệnh nó lạnh ngắt luôn. Nghe gì vậy thôi để tao mà vô trống mày lại đây mày phá nữa đó. Rồi ông nói, ông lên tiếng nói vậy đang cho nó nghỉ phá, mày mà phá nữa rồi tao vớt mày dao dâu này mày đứt đầu mày luôn á. Là nó một năm 1930 là hả, ở Thới Lai Cờ Đỏ mình nè nè. Rồi trong cái chương trình đó là tôi kể về sự tích của nội bộ gia đình tôi có thấy vậy, là hồi ông ngoại và ông nội đó như nó là cái năm đó là nó cũng gọn mà cũng chết, mà nhưng mà ít cũng chưa năm 45 mới chết nhiều, mà nó ma nó cũng dữ lắm, cũng còn nhiều quá. Rồi là cậu tôi á, ông ấy là đi mặn ăn gì đó, ông để coi ông đi mặn gì nè, rồi ông mới ngủ, ông ngủ mà ở trong cái nhà nó, trong nhà mình đi, nhà ông trước ở dưới mà nhà đất không à, rồi văng lùn đó cái ngủ chảy đệm cao su rồi gì cái lót chiếu lên là ngủ đó. Rồi nó đi vòng hoài, nó kéo đi vòng mặt thì trần dần. Ai đi vòng vòng chú Tư? Con ma cái mặt nó trần dần vậy nè, ông nói là đâu cũng như cái sàn vậy đó, nó vậy nó bóng nó dạ ra nó vậy đó. Tại vì cái mụn nó đi sát ở mấy ngoài rồi mình ở mụn dòm ra vậy đó. Nó mặt bự vậy. À không sợ nó tìm cách này, cách kia. Rồi tới mà sau này đó cái ổng cũng không sợ, nó cũng nằm luôn. Yeah. Bỏ qua nó đêm đó không sao. Qua đêm sau. Và mà dài ba đêm sau nữa cái nó vô nó làm nữa. Cũng đi vậy đó, cái vòng vòng với hoài, cái ổng cũng không sợ nữa. Cái ổng nói phá hoài làm sao mà ngủ nghe gì. Vậy thôi để tao mà vô trống mày lại đây mày phá nữa đó. Rồi ổng nói, ổng cũng lên tiếng nói vậy đang cho nó nghỉ phá. Mày mà phá nữa rồi mà tao vớt mày dao dâu này mày đứt đầu mày luôn á. Thấy vậy cái ông đi vô ông đục cái cây dao mà cái loại sắt chuối hồi trước á. Bây giờ mình kêu cái cây dao dâu á, trước ta kêu bằng cái cây dao dâu. Dạ. Bột sắt chuối hay là guồng cỏ rồi đó. Cũng bự vừa cán gì đồ, nó cũng từ cả thước gì đó nè. Em để trong cái tay phải của ông cậu tôi thì ông có người võ. Đi hồi trước lính đạo có người võ cho nè. Em để bên tay thận ông nằm, ông nằm nghiêng qua vậy, ông để cái cán lại kế bên, ông độ vừa cái làn tay ông vậy đó. Cái nó cũng dồi trước, cái nó cũng là cái mặt cũng như cái sàn á, đi vòng vòng với cái ông không ấy, nó ôm nó nằm sau cái bó củi, củi mà củi bằng căn điển á, ta chặt nó cũng nằm cho tắt này, cái ta bó lại lọn cho nó dễ ôm. Thế mẹ bà thấy đó, quất năm sáu bó, chất vòng cái mụn trên. Cái nó đưa cái mặt vô, cái mụn nó chặn thẳng ra rồi. Yeah. Đưa mặt vô, cái ổng cầm bên cái tay phía bên đây, ổng vớt qua một cái mụn nó đứt từ ở dưới cái chỗ cái mí cái dao này đó, mà nó đứt thẳng qua bên kia. Cái mụn làm hai cái mụn luôn. Đứt càng luôn. Rồi cái đó là nó mất luôn, từ đó tới sau là con quỷ đó là mất luôn. Không còn mà nhát ổng nữa. Vớt dao đó là dao nguy hiểm. Cái khu vậy đó là rồi. Cái khu gì mà có con quỷ đi chứ tôi cái đó là ở tới lại rồi đỏ mình rồi nó chết rồi nó thành tinh á. À nó cái khu đó nó nằm trong đồng hay là ở đâu chứ tôi? Ở, ở cái kinh mà tám thước ở mà huyện Thới Lai. Hồi trước người ta kêu bằng cái kinh đó, ví dụ như cái kinh này ngang tám thước nó mới đào á thì nó tính là cái kinh tám thước kinh đào á. Vào năm 76 là cái lúc nghĩa vụ á. Trời, nhà tôi đó là tôi lớn thì chúng trước. Dạ. Trời mẹ này mà bị là nhà nước ngày em nó đi thứ ba nó trốn cái rồi mấy ổng đi tin là đi theo tàn quân. Chứ sự thật là nó sợ quá nó trốn chứ không phải như tôi không sợ. là nó đi cũng thời gian 2-3 năm mà đi tá lả chân đi là đi trốn không đó. Có nhà người thân là đi trốn không à. Nó sợ quá sợ lên tới kinh 13 rồi luôn
Thì tôi đi mà ở nhà đó thì tôi giữ em cũng hai ba thằng thì tôi sẽ thức, thì tới cái ổng là bao nhà rồi đó, cái mình kiếm đường đi trốn mà vô nhà đó là bỏ nhà quan hả chú ta? cái nhà đó người ta cũng ở, nhưng mà một là đứa con nó mất rồi, thì cái chết nó rớt cái xong chết trôi á, cũng tháng 8 năm 76 à. Ê, ông bỏ nhà cha mẹ gì bỏ đi, ông già thì chết luôn, còn bà già cái ông bỏ ông đi mà ăn bỏ. Cái bữa đó là nó bao nhà tôi chạy chạy qua bên nhà nó nói ông này cũng biết đó nè, nhà ông có chức mình chạy đó mà cha gái gấp không à, cậu vô vô chặn ai mà bởi vì đâu có ai vô được, tôi mới vô đó tôi trốn. Anh thiệt ơi, tôi giặt cái trà ra ở ngoài trước rồi vô tới là chưa vô trong nhà, tôi dẹt dẹt trà tôi lần lần tôi vô cũng lâu rồi, cũng 2 phút 3 phút đồng hồ gì đó mới có vô tới Là mấy cửa thôi. Cái nhà nó âm mưu á, ta giờ gạo bằng trà tre không à, dạ cái nhà đó cất bằng cột cây rồi nó siêu cái gì dồn trà vô cứ ngắt ở trong cái gì ở ngoài cái lắp trà ngoài nữa dở dài dài vô nói vô đó bạn, mà mình vô đó là không có ai ở ngoài đó vô được trốn đó, mà ta cũng nói nhà bỏ hoang ai ở đâu vô vậy rồi sao vô, cái đầu giặt ra đưa cái mặt đưa vô vậy mà cái bệnh đó, nó lạnh ngắt luôn á trời, mà đều không có không không có mặt bự nghe, là tôi theo tôi nghi đó là ma này là một em của ông bà bác á, nó biết không, biết ông bà bác phải không, cái là chú Tư chạm mặt với con ma luôn hay sao? mình nó cái đầu vô gì nè, cái nó ấy gặp nó sát cái mặt gì nè, đứng bên này nó ngó ngang gì cái cửa gì tôi bước ra vậy thì nó sát cái mặt đó, Là cái đó giờ đó ban ngày ban đêm chú Tư? Ban đêm, ban đêm bị gì em đi bắt nghĩa vụ á, ví dụ như chó chỗ cách 5 6 cái nhà là tôi đã đi kiếm được trốn rồi, thì giờ ra đây thấy như vậy nên nó lạnh ngắt luôn, tôi dòm thấy cái mặt mà đầu chọc ngú luôn, rồi tôi cũng không có ấy, tôi dạch chưa luôn, dạch vô chổng trốn luôn, chạy luôn chứ không à, không có ra nổ cái đó, như vậy. trời ơi chị chết tới rồi ông em ra bị bắt không không chết rồi mai kệ nó mình không sợ rồi, cái rồi tôi vô vô xong mình tôi kiếm trộm nó mất tiêu rồi, tôi tưởng đâu là ông cũng trốn như với mình cái người đó cũng trốn với mình đó chứ không có nói là ma nhát, lúc này chưa nghĩ đến ma ha, không có nghĩ đến ma, tôi nghĩ như là người ta đi vô trước mình vô sau đi đó vậy đi, cái vô chỗ tới chừng mà giảng mẹ ra hết trơn rồi mấy ổng đi khỏi hết rồi đó, thời gian cũng lâu à, cái gì về bao nhà đó làm cũng lâu lắm à, cũng từ giá nửa tiếng đồng hồ á, kiếm vòng vòng hết chưa? Kiếm mày đó bao nhà tôi á, hồi vô lính hồi trước du kích hay gì đó xã gì đó đi giữ đám 2 3 đoàn thể gì đi xét nhà luôn mà, cái giảng rồi cái tôi lần lần tôi ra tôi đi kiếm rồi có tính tính coi có ai mà trốn ở trong với mình không, anh kêu ra nó đi qua khỏi rồi xa rồi kêu ra đi cùng với không có mẹ gì trong rồi đó, tôi ra tôi về không gì chứ đâu có ai ở trong ở đâu, trong cái bài đây ở ngoài đi vô đó có cái chỗ bỏ trống á, chỗ đó là trước là nó giữ đó rồi, kể đó là thấy kể được rồi chú Tư tiếp đi chú Tư. Đầu là năm đó là khoảng năm 78 là tôi đi vô đây nè, là cái lúc đó là cái hồ ở chỗ đó nó còn xài ấy được không, có 2 cái mã của ông già cuồng viền đắng nè, nhưng mà không phải mã đó nhát, cái phe này là cái phe của ông Tám Đàn mình đó cái nhát á, người ta thấy á thì 2 cái người bận áo trắng đi tới đi lui, mà sự thật đó là tôi cũng thấy người bận 2 áo trắng nữa, nhưng mà cái đó là tôi nghi là không phải, tại là mượn cặp với tiếng như trai gái đầu gì thôi thì nó trốn gì thôi chứ mình thấy là thấy cái lưng gì thôi chứ làm tin không có nói gì ai đâu, mình đâu có biết ở đâu chứ không có nói là ma nhát ôi tôi đi
dạy vô cái trong này cái tôi gặp rồi tôi về tôi không nói cũng nên vô gì đó. Cái chừng khoảng thời gian dài 3 tháng sau à, cái đi ngang đó nó quất một cái cục lửa, tôi nói không, nói ra nó quá lố chứ gì cái sao đó đó cục lửa lăn cặp mấy mé hộ lăn dài cái lăn ngang xuống dưới sông Mương Châu nè. Lăn là cục lửa bự rồi nghe, lăn như trái bóng bự gì nè. Bằng đêm hay ngày? Bằng đêm á. Cục lửa. Cục lửa là nó không biết cái đó là cái gì tinh tú hay là ma gì mình không rành. Xưa đó là cái gì đó tượng mà người ta nhìn thấy cục lửa ở Mồ Mả là rất nhiều luôn á. Ma. Cái cục lửa đó là cái Bình Nam. Ở đây nè, tôi nói là tôi văn câu đó là hồi trước đó nghe, là hồi khoảng chừng năm 78. Nói như vậy văn câu mà tôi đi ngang cái vị tỳ đó. Nếu mà để 18 năm rồi đó nghe. Ở đó là từ khoảng 7 giờ hay gì là mà bắt đầu hay nổ súng rồi là ở dưới lên tôi móc một cầu hai giò thòng dưới tôi quạt vậy nè. Là ở dưới phật lên chà bá vậy nè. Như cái tỉnh làm chứ ủng là giọt lên là đi đó, như đang lửa vậy đó. À, đều lên không có cao rồi là mất dưới này giọt lên nha. Nó sợ sao tôi không gành. cái gù lửa dần vậy cái nó đi dài xuống tốt như mấy xong rồi mà teo cái tôi cũng không nói là ma nữa. Cái mùng 4 tháng 6 âm lịch nè, như vậy là tôi đi đâm chuột ông già vợ tôi á. Ông mới là ở trong này tôi đi đâm rồi tới sáng khuya khoảng 4 giờ khuya lộ ngang cũng chỗ đó chỗ cục lửa lăn đó. Cái nó nằm ở dưới cái mé mương rồi đó, nó có cái mương lạng đó. Nó gên, tụi nó cũng gên hì mà tôi đi nó chớt ra tới ngoài đầu hồ ngoài ở đằng sau đồng rồi. Đang đi vòng cái hồ á, đang đi ra cái đường Mương Châu rồi nè. Cái tôi bỏ rộng ngoài á. Tôi lội tôi kiếm nói trời rỗng ngã nấy đi để nay giác này mà ai mà gên nằm gên la gì đây coi người ta có bị bệnh hoạn gì không. Tôi đi vòng hết trơn cái hồ rồi tôi đi vòng hai ba quận luôn kiếm vòng nó hết trơn luôn vô tới trong cái hè của con sống luôn này luôn nè dưới cái hè của thằng gì còn không có hai ba quận luôn mà lúc đó thì còn hai cái mã của ông dạo ba viện nè còn nữa chưa có lấy cốt sau này mới lấy gân của nó hì mà đi kiếm không ra không có rồi lớn cái mẹ nhỏ đâu vậy là coi chừng nhát mình thì nó nhát đó nhưng mà mình không thấy á kiếm không ra cái tôi để rồi cho tôi đi vậy đó rồi không ấy được rồi nào chỗ đó còn là tôi thấy ba lần đó là vậy đó lần trước thì thấy hai người tôi không có nghi ma nữa mặc áo trắng không vậy đó ngồi đưa lưng ra vậy đó mình đi cặp mé đường là nhát mình ban đêm không hả chú ta ban đêm không đó đó là ban đêm không á chứ ban ngày đâu có thấy gì đâu mà thời trai chú tư không có sợ ma hả trời ơi ngô mẹ gì trời ơi nghĩ vậy thì đây là nói gì tôi là đêm nào cũng không có văn đâu là không có đêm nào mà ở ngoài chứ bởi vì cái hồi trước cái đồng nó sống đồng này sống gió dữ lắm.